năm 2024 có vai trò quyết định, tạo lực để tăng tốc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Ngay từ đầu năm, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã khẩn trương nỗ lực thực hiện quyết liệt nhiệm vụ chủ đề năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, kỷ luật kỷ cương trong cán bộ hội các cấp, tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội. Bước vào năm mới với khí thế mới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ đề năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đồng thời, tổ chức gặp mặt giao nhiệm vụ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện về triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng đã xác định việc mới, việc khó là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội. Do đó đã tập trung đề ra các nhóm chỉ tiêu cụ thể, 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác hội, 100% cơ sở hội, chi hội thành lập, quản lý và vận hành hiệu quả các trang Facebook, nhóm Zalo, mở rộng mạng lưới kết nối, tương tác, tập hợp hội viên phụ nữ trên không gian mạng để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những vấn đề nóng, vụ việc phát sinh liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, từ đó đề xuất các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Mỗi quận, huyện, đơn vị có ít nhất một sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tham gia ít nhất 2 sản phẩm hưởng ứng cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, và ít nhất 70% tài liệu truyền thông của Trung ương hội của thành phố được số hóa, truyền tải trên trang thông tin của các cấp hội. Với nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, huyện đã nhanh chóng vào cuộc tiếp cận, triển khai, đẩy mạnh khai thác hiệu quả các trang web, fanpage, Zalo. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đưa vào sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ hội viên, phần mềm quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, triển khai xây dựng phần mềm Google Maps về địa chỉ tin cậy. Mặt khác, để thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm trong lĩnh vực công tác an sinh xã hội, các cấp hội cần chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay góp sức, huy động nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ các trẻ em mồ côi trong chương trình Mẹ đỡ đầu. Phấn đấu trong năm có 60% trẻ mồ côi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu để không có trẻ mồ côi nào bị bỏ lại phía sau. Các cấp hội tập trung kết nối, phối hợp hỗ trợ, vận động nguồn lực, vận dụng sáng tạo các kế hoạch để tiếp tục triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 của Chính phủ và đề án xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2022-2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hỗ trợ phụ nữ phát triển nhằm nâng cao giá trị về mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu như vận động thành lập mới 7 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, 14 cơ sở sản xuất kinh doanh có giấy phép hoạt động, giúp 80% phụ nữ nghèo theo chỉ tiêu giảm nghèo của địa phương, nâng cao năng lực cho 1.500 hội viên phụ nữ làm kinh tế, duy trì hiệu quả các điểm kết nối, trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng của phụ nữ Đà Nẵng sản xuất và kinh doanh, khuyến khích phát triển các điểm bán hàng tại các địa phương nhằm thúc đẩy, lan tỏa và tạo thành một mạng lưới, một cộng đồng phụ nữ phát triển kinh tế xanh và bền vững, duy trì nề nếp, hiệu quả, điểm hẹn cuối tuần, sân chơi cuối tuần, tiếp tục tạo điểm nhấn mới trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ, duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình bảo đảm xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Trên quan điểm nhất quán về chủ trương, thống nhất trong hành động, cụ thể trong công việc, để triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm gắn với nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua, khâu đột phá, trong đó nhiệm vụ tiên quyết vẫn là xây dựng đội ngũ cán bộ hội năng động, chuyên nghiệp, kỷ luật kỷ cương, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò nêu gương, người truyền cảm hứng và đổi mới tư duy, lề lối làm việc theo phương châm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy né tránh sợ trách nhiệm, không làm đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn được giao,
mỗi cán bộ hội phải mạnh dạn đăng ký, đề xuất đảm nhiệm một việc mới, giải quyết dứt điểm một việc khó, trên cơ sở rõ người, rõ việc, thực chất, hiệu quả. Lấy hiệu quả công việc làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức, người lao động trong năm. Đặc biệt, coi trọng đề cao vai trò người đứng đầu và tinh thần ý thức tự phục vụ, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ gắn với thực hiện hiệu quả chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với tinh thần vượt khó, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt ngay từ đầu năm. Tin rằng các cấp hội phụ nữ thành phố sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra cho năm 2024, làm cơ sở để tiến đến sơ kết giữa nhiệm kỳ và tạo động lực tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết của cả nhiệm kỳ.